Thì nếu như trước đây chúng ta chọn mua máy trợ giảng thì chị yêu cầu là âm thanh khuếch đại, to rõ, cũng như là những cái tính năng đi kèm giống như là ghi âm phát Bluetooth để chúng ta mở file nhạc hoặc là file âm thanh nha. Thì ngày nay có những cái yêu cầu nó đặc biệt hơn để đáp ứng cho một số cái yêu cầu giống như ở đây. Thì mình có một cái đơn hàng là hơn 100 bộ cho một cái đối tác, họ sử dụng trong những cái buổi triển lãm của mình để giới thiệu sản phẩm. Thì ngoài cái việc mà cái loa này nó phát âm thanh để cho cái người họ tham gia triển lãm á, nó nghe rõ ràng hơn, thì họ muốn gây một cái ấn tượng nổi bật khi mà cái khách hàng họ tiếp cận đây. Thì đây là cái chiếc loa trợ giảng, nó có cái màu sắc rất là rực rỡ nha mọi người. Khi mà người dùng họ mang lên không, rất là đẹp. Đây thì ở đây mình sẽ có bốn cái màu như vậy nha mọi người. Đó thì mọi người xem, đây rất là dễ thương. Đó thì đây là, thì mình nghĩ đây là cái sản phẩm dành riêng cho những người nữ, những bạn nữ để họ đeo giống như là một cái túi xách đó các bạn. Thì đây là một cái cảm hứng lấy từ Chanel ha, cái hãng Chanel á, thì có một cái đai đeo ở đây. Thì đây thì Cường sẽ cho mọi người xem nó như thế nào. Đây thì nó sẽ có một cái sợi dây như vậy. Đó thì khi mà chúng ta sẽ đeo như vậy nha các bạn, rất là đẹp, rất là dễ thương ha. Thì cái người dùng á, thì sẽ dễ gây được cái ấn tượng ha, đến khi đến với cái gian hàng của mình. Đó thì một cái công ty này cũng khá là lớn để họ sử dụng trong cái buổi triển lãm của cái sản phẩm của mình đây. Đó thì nó đeo như vậy nha mọi người ha, thì mình thấy rất là đẹp, cũng rất là nổi bật đối với những cái bạn nữ mà xinh đẹp ha, thì đeo lên cái này thì nó sẽ tăng lên cái vẻ đẹp. Thì ngoài cái việc mà âm thanh hỗ trợ thì cái tính thẩm mỹ của cái sản phẩm này rất là cao nha mọi người. Rồi thì nhân đây thì mình sẽ review chi tiết cũng như là cái thử cái âm thanh để cho mọi người nghe thử luôn nha. Ok, rồi thì bây giờ Cường sẽ khui ra bên trong cái sản phẩm Testa E20 để cho mọi người xem thực tế cũng như là review những cái tính năng và test cái chất lượng của nó luôn nha. Rồi đây cái hộp chúng ta thấy khá là đẹp ha. Rồi đây là cái quy cách đóng gói của sản phẩm nè. Rồi thì đầu tiên chúng ta sẽ có những cái gì? Đầu tiên Cường sẽ sao cho mọi người những cái phụ kiện ha. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ có một cái dây sạc ha, thì tiêu chuẩn ở trong những cái sản phẩm máy trợ giảng. Rồi chúng ta sẽ có một cái dây đai đeo mọi người. Đây cái dây mà giống như cái túi quai sách nè. Đây màu vàng lóng lánh rất là đẹp ha. Đây rất là đẹp cho chị em phụ nữ nha. Và chúng ta sẽ có một cái mic đeo tai có dây mọi người. Đây thì đây là dạng máy trợ giảng có dây ha. Thì bao giờ nó cũng sẽ có một cái mic đeo tai có dây như vậy ha. Thì cái này quá quen thuộc rồi. Rồi và cuối cùng là cái phần chính của chúng ta đây. Cường sẽ show cho mọi người sang cái phần chính nha. Đây. Rồi thì Cường sẽ lấy ra một cái loa ha. Đây Cường sẽ review ở trên cái mẫu loa này, cái màu sắc này nha. Còn những cái màu sắc kia thì các bạn đã thấy rồi. Rồi Cường sẽ quay một vòng cho mọi người xem được cái tổng thể của sản phẩm nha. Một cái thiết kế mình nói rất là lạ mắt ha, rất là dễ thương. Đây. Rồi được bo tròn tất cả nha. Đó, rồi thì đầu tiên Cường sẽ đi vào những cái tính năng của nó. Thì những cái phím ở trên đây, đầu tiên chúng ta sẽ thấy đây là một cái USB nè. Đây thì mọi người thấy không, cái cổng USB chúng ta có thể phát nhạc ha. Chúng ta phát nhạc, chúng ta lưu cái file ở trong USB đó và chúng ta có thể phát nhạc nha. Hoặc là chúng ta có thể ghi âm qua USB. Cái này nó có tính năng ghi âm rất là tiện lợi. Rồi thì cũng như là những cái phím chức năng ở đây thì chúng ta sẽ có những cái gì. Đây thì mọi người xem. Đó thì nút qua bài nè, nút play pause nè. Đây thì rất là cơ bản thôi, cũng như là đây là chế độ mode. Để chúng ta chuyển cái chế độ đầu vào thì chúng ta sẽ có cái Bluetooth nha. Rồi và bên đây thì chúng ta sẽ có một cái răng vặn này nè. Cái bánh răng này nó là vừa là on off vừa là cái volume âm lượng. Đây chúng ta gạt lên thì nó sẽ lên nha. Đây nó báo lên đèn nè. Đó, ai tắt nè, nó sẽ tắt đèn nha. Đây là to rồi. Đây. Rồi và tiếp theo ở bên đây thì chúng ta sẽ có đây là cái đồ để chúng ta móc vô cái quay đeo, cái dây đeo hồi nãy đó. Rồi và bên đây chúng ta sẽ có cái cổng ốc 3.5 và cổng mic ha, thì để gắn cái micro vào nha. Và đây chúng ta sẽ có một cái cổng sạc Type C. Thì đây đối với những cái dòng đời mới này thì nó sử dụng cái chuẩn sạc Type C để giúp chúng ta sạc nhanh, cũng như là cái cổng này nó rất thông dụng, dễ dàng thay thế khi bị mất ha. Rồi thì bây giờ Cường sẽ test thử coi cái chất lượng âm thanh của cái loa này nó như thế nào. Thì để mà nghe mọi người nghe nó đúng, nghe nó chuẩn thì mọi người nên đeo tai nghe vào nha, để chúng ta có thể biết được phần nào đó chính xác hơn. Rồi bây giờ con sẽ mở cái âm lượng lên nè, mở cái loa lên luôn. Rồi nó báo microphone mode là được nha. Rồi đây thì hiện tại mọi người đang nghe âm thanh là được phát ra từ cái loa này nha mọi người. Đây thì mọi người nghe nó như thế nào? Thì với cá nhân con thấy thì cái loa này cái tiếng nó khá là trong trẻo, rất là rõ nét ha.
Thì đối với Testa, với là những cái dòng mới này nó sử dụng những cái chất liệu và cái từ trường cái 500 á, thì nó sử dụng cái loại chất liệu tốt ha, thì nó sẽ cho âm thanh nó rất là trong trẻo, rất là rõ ha, nó sẽ không có bị ồm ồm giống như những cái dòng loa khác nha mọi người. Đó thì mọi người nghe thử và đánh giá nha. Alo, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đó, và khi mà đeo micro thì chúng ta cùng lưu ý chúng ta đeo đúng ha, để sát cái micro vào miệng một chút, nhưng mà đừng sát quá. Sát quá nó sẽ bị rè ha, chúng ta nói, và chúng ta cũng không cầm trên cái cần này, cầm trên cái cần này nó dễ bị hú nha. Alo, 1 2 chúng ta mở to là nó dễ hú khi mà cầm cái cần này nha. Rồi thì đó là cái phần test cái chất lượng âm thanh ha. Thì vừa rồi các bạn đã xem mình review cũng như là test cái dòng sản phẩm Testa A20 này, thì mình nghĩ đây là một cái sản phẩm nó khá là phù hợp cho những ai có cái sự năng động và yêu thích những cái màu sắc rực rỡ như vậy nha các bạn. Và ngoài ra nó đáp ứng rất là hiệu quả cho những cái công ty, những cái đối tác, đơn vị nào chúng ta tham gia những cái buổi triển lãm mà muốn giới thiệu sản phẩm trong cái gian hàng mình để tạo nên cái sự nổi bật và thu hút khách hàng hơn. Rồi thì cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video này. Nếu các bạn quan tâm thì các bạn có thể ghé shop để trải nghiệm thực tế nha. Rồi xin chào và đừng quên ủng hộ Cường bằng cách đăng ký kênh. Rồi bye bye mọi người.